Hello everyone, bây giờ mình sẽ tiếp tục sửa bài số 9 của Unit 14, look at the photo. Và yêu cầu của bài số 9 là complete the sentence with the past symbol. Lại một lần nữa chúng ta sẽ ôn lại thì quá khứ các bạn ha. Vậy động từ to be ở thì quá khứ là gì? Were. Và nếu nó ở thì phủ định là gì? Wasn't và weren't. Ok, rồi vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa. Vậy thì words thì nó ít chữ hơn là chữ were này. Vậy thì là nó sẽ đi với words này sẽ đi với chủ ngữ số ít. Were này sẽ đi với chủ ngữ số nhiều. Vậy words đi với chủ ngữ số ít là gì? He, she, it, tên riêng của một người và một những cái danh từ ở số ít. Còn were là sẽ đi với you, we, they. Và những cái danh từ mà ở số nhiều và đa số là có chữ S phía sau đó các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm câu thứ nhất. One, Lorena là một cái tên riêng. Was prepared in her class. Cô ấy như thế nào? Giỏi nhất lớp. Vậy she, ở đây có chữ not thì dĩ nhiên mình phải thêm not vào rồi. Kevin wasn't very friendly. Kevin không có thân thiện ha. Her friends, các bạn nhìn nè, có chữ S là nhiều bạn đúng không? Vậy thì her friends were really funny, rất là vui vẻ dễ thương đúng không? Four, the movie wasn't very long. Thấy cái chữ not thì cô phải sử dụng là wasn't. Very, cái video này là nó không có dài ha, cái phim này nó không có dài. My watch was fashionable. Vậy thì my watch, các bạn nhìn nè, my watch, cái đồng hồ nó không có chữ S hoặc là chữ ES phía sau thì là cô biết nó ở số ít, thì mình sẽ sử dụng là was. My watch was fashionable là cái đồng hồ rất là thời trang đúng không? Her toys, các bạn để ý nè, chữ toy nè có chữ S nè. Vậy thì nó ở số nhiều và ở đây có not nữa thì chúng ta sẽ sử dụng là weren't. Her toys weren't modern as on. Cái đồ chơi của tôi nó không phải là cái modern hiện đại thời điểm này. My car was from China. Cái đồng hồ, cái gì, con diều của tôi đúng không nào? My car nó gì? Con diều này là ở số ít đúng không các bạn? Mà thì mình sẽ dùng là was. My car was. Miriam. Vậy thì là tên riêng của một người đúng không nào? Thì mình sẽ sử dụng là was. Miriam was my first love at school. Rồi, vậy là mình đã xong bài số 9 rồi. Vậy cô và các bạn mình sửa luôn bài số 11, số 10 ha. Cũng một lần nữa là Bright was over an answer. Vậy thì người ta hỏi cái gì các bạn trả lời cái đó dùm cho cô thôi ha. Người ta hỏi là were they thì là yes thì yes they were, no thì no they weren't. Người ta hỏi là was thì các bạn trả lời là was. Con gái thì yes she was, no she wasn't. Con trai là yes he was, no he wasn't. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình bắt đầu sửa, mình đọc cái ví dụ thứ nhất nè. Were they at the beach yesterday? Nhìn vô cái hình đúng thì là yes they were. Hỏi đây thì trả lời đây. Vậy tiếp tục. Was Lisa at the airport on Sunday? Vậy thì cái này có phải là airport home, hình như là supermarket thì phải. Vậy Lisa là con gái thì cô mượn là she. No, she wasn't. Được chưa? Tiếp tục. Bức hình số 3 nè các bạn. Các bạn nhìn vào đây. Có hai người. Và ở đây có chữ they nữa thì mình phải sử dụng là gì? Were they at the cinema yesterday evening? Phải cái này là cinema không? Không phải, hình như là library á, thư viện thì phải. No, they weren't. No, they weren't. Tiếp tục. Cô đi. Jim là một tên riêng của một người nên là cô sử dụng là was. Were Jim tired yesterday morning? Đúng không nào? Đúng không? Yes, he was. Yes, he was. Vậy thì khá là đơn giản tại vì cái bài này nó chỉ xoay quanh thì quá khứ đơn giữa was và were, wasn't và weren't. Thì các bạn mình cố gắng mình sẽ về nhà ôn lại cái đó để cho mình nhuần nhuyễn ha. Tiếp tục mình sửa bài những cái bài tiếp theo. Bài số 11, tại vì cho cô nói chút xíu là bài số 11 là do là nhiều câu là nó phải xem hình. Nhưng mà ở đây cái hình của chúng ta nó không có rõ lắm nên là cô sẽ không xem được. Nên là cô chỉ mới, các bạn nhìn vào đây. There are 6 cats in the town yesterday. Có 6 con mèo thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì là yes.
Cái nào đúng thì các bạn ghi yes, cái nào sai các bạn ghi no. Did you cast in the password chest? Cái hình nó quá mờ, cô không thể nào là nhìn được là có phải là có hai bạn mèo đang buồn hay không, nên là cô sẽ tạm dừng để nó ở đây. There weren't lots of cars in the town. Nó không có nhiều xe ở trong thị trấn, nhưng mà cô thấy cũng có nhiều xe mà, đúng không? Vậy thì cô ghi là no. There wasn't lots of flowers in the town. Các bạn nhìn lại cái này dùm cô nha. Ở trên thị trấn là có hoa không? Không thì các bạn ghi yes và dùm cô nha. There wasn't lots of flower in the town. Vậy thì là không có hoa trên thị trấn. Thì đúng rồi, thì là mình ghi là yes nha. Tiếp tục câu E. The big orange cat wasn't a supermarket. Mình ở đây cô lại không có màu nên là cô không có nhìn ra rõ, nên cô lại để lại. Tiếp tục. The gray cat was the toy shop. Lại tiếp tục là không có màu nữa nên là cô sẽ không nhìn ra nó. Nên là cái bài này mình có thể là mình bỏ qua các bạn ha. Tiếp tục. Mình sẽ sửa nhanh qua bài số 12. Look and match. Các bạn phải nhìn vào đây và các bạn nối. Vậy ở đây người ta đã cho giờ sẵn rồi và cho những cái hành động ở đây rồi, mình chỉ cần nối vô thôi. Where was you at 4 o'clock? 4 o'clock là gì? 4 giờ. Các bạn nhìn coi cái hình nào 4 giờ, hình như là hình này. Các bạn đang ở đâu đây? Các bạn nhìn lại câu trả lời nè. I was at the hospital. I was at the cinema. I was at the library. I was at the shop. I was at the cafe. Rồi, vậy các bạn nhìn nè. 4 o'clock thì là library, đúng không nào? I was at the library. Vậy là ví dụ người ta làm rồi. Bây giờ mình tiếp tục. Where were you at 1 o'clock? 1 o'clock là mấy giờ? 1 giờ thì đây. 1 giờ thì các bạn đang ở đâu? Đang đi mua sắm, đúng không nào? Vậy là shop, đúng không? Vậy thì đây. Where were you at 1 o'clock? I was at the shop. Ok chứ nào? Tiếp tục. Where was you at water buses? Water buses. Water buses là bao nhiêu? 6:15. Rồi, ok, 6:15 thì các bạn đang làm gì đây? Đang cầm một tách cà phê thơm ngút ngàn luôn nè. Vậy thì là I was at the cafe. Tiếp tục. Where was you at water to fire? Where was you at the water to fire? Water to fire. Đây. Thì các bạn đang ở đâu? Đang ở bệnh viện, đúng nào? I was at the hospital. I was at the hospital. Tiếp tục. Where were you at 2:30? Where were you at 2:30? Vậy bạn ở đâu vào lúc 1:30? Đúng không nào? Bạn ở đâu nào? Nhìn coi. Đang ở rạp chiếu phim, đang xem phim nè. I was at the cinema. Rồi, vậy là xong rồi, mình đã hoàn thành xong bài số 12 luôn rồi. Thì cô hy vọng là mình sẽ làm những cái bài còn lại của cái chương trình học của chúng ta để các bạn cùng nhau sửa bài với cô. Cô chúc các bạn học tập thật tốt. Thank you.